mình đã kiếm 1 tỷ đầu tiên với MMO như thế nào? À thôi, 1 tỷ thì nó hơi ngượng mồm đấy. Mình đã kiếm 300 triệu đầu tiên với MMO như thế nào? À, nhưng mà như thế nó lại không công bằng. À, mình đã kiếm được 300 triệu mỗi tháng với MMO như thế nào? Đấy, thì như thế thì chắc mọi người hay nghe ở trên mạng thì nó là như thế. Nhưng mà thật ra chia sẻ với bạn là làm cái online kiểu này nó không có cái gì là gọi là ổn định cả. Và chả bao giờ người ta tính cái mức lương theo tháng cả, hay là tính mức lương theo gọi là ngày kiểu gì cả. Và mình chia sẻ với bạn là thường là sẽ tính cái mức thu nhập theo năm. Theo năm như thế, ví dụ như một năm này bạn làm một hai kỳ đó, bạn trúng mấy trăm triệu đấy, thì bài chia ra thì mỗi tháng bạn được 30 triệu, thì tính như thế thì được. Chứ còn mà bạn hỏi là làm MMO là online này có lương không, thì mình khẳng định với bạn luôn là không có lương. Và mấy cái kiểu sao ta, khẳng định với bạn luôn là không có lương. Và kiểu sao ta, gần như mà mấy cái mà gọi là đi kiếm lương này lương kia kiểu mà là online mà tính lương này lương kia kiểu gì đó, thì mọi người nên cân nhắc nha. Và cái MMO này nó bạc lắm, mọi người không nên nhảy vô nha. Nó bạc nhiều cái lắm, nó bạc kể cả sức khỏe lẫn tiền bạc lẫn mối quan hệ kiểu, nó nên là mọi người nên cân nhắc trước khi nhảy vô nha.